Theo cáo trạng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài thừa nhận hành vi phạm tội nhưng phủ nhận có tình cảm cá nhân với bị cáo Lê Thị Thanh Thúy. Hôm nay 16 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thành Tài, 68 tuổi, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và 4 đồng phạm Lê Thị Thanh Thúy, 41 tuổi, cựu Chủ tịch Công ty Hoa Tháng 5, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Lavenue, Đào Anh Kiệt, 63 tuổi, cựu Giám đốc Sở TNMTTP Hồ Chí Minh, Nguyễn Hoài Nam, 55 tuổi, cựu Bí thư Quận ủy Quy Hai và Trương Văn Út, 50 tuổi, cựu Phó trưởng Phòng Quản lý Đất thuộc Sở TNMTTP Hồ Chí Minh cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Tài và 4 đồng phạm bị xét xử liên quan việc giao đất cho thuê đất tại số 8-12 Lê Duẩn P. Bến Nghé, quận 1, khung hình phạt theo truy tố của cáo trạng là 10-20 năm tù, khoản 3 điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy từ chối 3 luật sư phiên xử do thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Bình làm chủ tọa và 5 kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa theo sự phân công của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, 11 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Tuy nhiên trước khi phiên tòa được mở, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy có đơn trình bày gửi chủ tọa phiên tòa về việc từ chối 3 luật sư tham gia bào chữa cho mình, chỉ yêu cầu duy nhất luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh tiếp tục bào chữa cho bị cáo, ngoài ra, luật sư Nguyễn Thành Công, đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Đào Anh Kiệt Nguyễn Hoài Nam có đơn kiến nghị về việc xác định thiệt hại trong vụ án. Trong đơn, luật sư Công cho rằng cáo trạng xác định thiệt hại tại thời điểm khởi tố vụ án để quy kết trách nhiệm hình sự và xác định trách nhiệm dân sự trong vụ án là trái với quy định của pháp luật. Bởi tội danh bị truy tố có cấu thành vật chất buộc phải xác định thiệt hại vật chất đã xảy ra tại thời điểm phạm tội. Riêng luật sư Trương Trọng Nghĩa, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thành Tài, cho biết không có kiến nghị gì trước phiên xử và nếu có sẽ phụ thuộc vào diễn biến phiên tòa. Bị cáo Nguyễn Thành Tài chịu trách nhiệm chính theo cáo trạng, khu đất 8-12 Lê Duẩn có tổng diện tích hơn 4.800 m² là tài sản thuộc sở hữu nhà nước giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý kinh doanh nhà TP. Hồ Chí Minh quản lý và cho thuê, ngày 20 tháng 11 năm 2007, Ủy ban Nhân dân thành phố có chủ trương phê duyệt cho đầu tư xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại theo quyết định số tháng 9 năm 2007, QĐ-TTG. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện chủ trương xử lý khu đất trên, Lê Thị Thanh Thúy đã dùng quan hệ tình cảm cá nhân nhằm tác động đến Nguyễn Thành Tài để ký nhiều văn bản sai quy định. Cụ thể, ông Nguyễn Thành Tài chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Thủy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý kinh doanh nhà TP. Hồ Chí Minh đã bỏ trốn, đang bị truy nã, Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Nam và Trương Văn Út cùng thực hiện các hành vi phạm tội như chấp thuận thay đổi chủ trương đầu tư cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia góp vốn thực hiện dự án, quyết định giao đất và cho thuê đất theo hình thức chỉ định không qua đấu giá quyền sử dụng đất, quyết định áp dụng hai hình thức giao đất cho thuê đất đối với cùng dự án và cho thanh lý nhà số 8-12 Lê Duẩn không bán đấu giá tài sản, tạo điều kiện cho Lê Thị Thanh Thúy được tham gia thực hiện dự án, dẫn đến thay đổi quyền sở hữu khu đất số 8-12 Lê Duẩn từ sở hữu nhà nước sang sở hữu doanh nghiệp tư nhân trái pháp luật gây thất thoát, lãng phí cho nhà nước hơn 1.927 tỷ đồng. Cáo trạng xác định ông Nguyễn Thành Tài là người chỉ đạo thực hiện hành vi ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật để chuyển quyền sở hữu khu đất 8-12 Lê Duẩn từ sở hữu nhà nước sang sở hữu doanh nghiệp tư nhân dẫn đến thất thoát, lãng phí về tài sản nhà nước nên phải chịu trách nhiệm chính. Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy đóng vai trò đồng phạm là người thực hiện hành vi xúi dục tác động ông Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Các bị cáo còn lại là đồng phạm thực hiện theo chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Tài đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận những đề nghị vi phạm pháp luật. Quá trình điều tra, ông Nguyễn Thành Tài thừa nhận hành vi phạm tội nhưng kêu oan khi cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá ông có tình cảm cá nhân với bị cáo Lê Thị Thanh Thúy, từ đó chỉ đạo và ký nhanh văn bản vi phạm pháp luật. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 21 tháng 9.